Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo nguồn tin zing.vn, so sánh Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga GLX có đáng chi thêm 40 triệu đồng. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn. Được phát triển trên cùng nền tảng Hittech, tuy nhiên Suzuki XL7 có thêm một số các trang bị và thay đổi nội và ngoại thất cùng giá bán cao hơn Suzuki Ertiga 40 triệu đồng. Tuy nhiên, Suzuki XL7 mang vóc dáng ngoại hình thiên hướng phong cách SUV, trong khi đó Suzuki Ertiga lại đậm chất xe đa dụng hơn. Sự khác biệt này tương tự như Mitsubishi Xpander và Xpander Cross, các đối thủ trực tiếp của XL7 và Ertiga. Hiện tại, Suzuki XL7 có một phiên bản duy nhất có mức giá niêm yết là 589 triệu đồng, còn lại Suzuki Ertiga GLX có giá niêm yết là 549 triệu đồng. Liệu 40 triệu đồng chênh lệch có đáng để người dùng lựa chọn XL7 thay vì Ertiga? Ngoại thất XL7 khỏe khoắn, Ertiga nhã nhặn. Được phát triển trên cùng nền tảng nhưng do phong cách mà XL7 và Ertiga hướng đến khác nhau, nền tảng hai mẫu xe này có những điểm khác biệt đáng kể về ngoại thất, đặc biệt là ở phần đầu xe. Cụ thể các chi tiết ở phần đầu xe của Suzuki XL7 như cụm đèn pha, cản trước hay mặt ca lăng đều góc cạnh và cơ bắp hơn Ertiga. XL7 có giải đèn LED ban ngày nối liền hai thanh chrome chứa logo Suzuki trên lưới tản nhiệt, với các mặt lưới được sơn đen bóng thay vì mạ chrome. Cản trước được làm to, dày bản, vuông vức, ốp kim loại, giúp XL7 mang lại cảm giác thể thao và ra dáng một chiếc xe SUV hơn. Ngoài ra, những đường gân dập nổi phía trước mũi xe và trên nắp capo của XL7 cũng nổi bật và tạo khối rõ ràng hơn so người đàn em Ertiga. Trong khi đó, được định hướng là một trong những mẫu xe MPV thuần túy, phần đầu của Ertiga có thiết kế khá hiền và nhã nhặn, điểm nhấn lớn nhất là lưới tản nhiệt với viền các mặt lưới mạ chrome, giúp xe trở nên lịch lãm và bắt mắt hơn. Các chi tiết còn lại như cản trước, hốc đèn sương mù hay nắp capo đều khá phẳng phiu và không có gì nổi bật. Ở góc nhìn ngang, khuôn hình tổng thể của Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga khá tương đồng. XL7 được bổ sung một số chi tiết như thanh ba ga nóc xe, ốp vòm lốp bằng nhựa đen và bậc lên xuống để tăng tính năng thể thao. Bên cạnh đó, bộ vành của XL7 cũng có kích thước lớn hơn 16 inch so với vành 15 inch trên trang bị Ertiga. Phần đuôi xe của Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga gần như không khác biệt, ngoại trừ cản sau lớn và hầm hố hơn, cùng khu vực chứa logo Suzuki được sơn đen bóng trên XL7. Về tiện nghi ngoại thất, Suzuki XL7 nhìn hơn Suzuki Ertiga khi được trang bị đèn pha và đèn LED chạy ban ngày, đi kèm đèn sương mù halogen, trong khi đó Suzuki Ertiga chỉ được sử dụng bóng đèn halogen cho toàn hệ thống chiếu sáng. Trái ngược với vẻ bề ngoài, nội thất của Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga gần như tương đồng, đều khá đơn giản với vật liệu sử dụng chủ yếu là nhựa, điều thường thấy trên những mẫu xe giá rẻ. Điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất khi bước vào bên trong Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga là các chi tiết ốp, mạ trang trí trên táp lô, vô lăng và cửa xe. Cụ thể, XL7 sử dụng nhựa bóng giả carbon ở khu vực bảng điều khiển và táp ly cửa, đi kèm với vô lăng The Skirt với phần đáy hoàn thiện màu xám lì, trong khi đó những bộ phận này của Ertiga đều là ốp giả vân gỗ. Các trang bị tiện nghi trên hai mẫu xe không khác nhau nhiều và chỉ dùng ở mức cơ bản như ghế bọc nỉ, chỉnh cơ, điều hòa tự động hai vùng, vô lăng bọc da tích hợp các nút bấm, chỉnh âm lượng, màn hình thông tin trên bảng đồng hồ và màn hình giải trí 10 inch tương thích với Apple CarPlay và Android Auto. Cả XL7 và Suzuki Ertiga đều không được trang bị những tính năng kiểm soát hành trình Cruise Control. Đây là một trong những điểm thua thiệt khi đặt cạnh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Xpander Cross. Bên cạnh đó, dù các thông tin dài, rộng, cao của Xpander đều nhỉnh hơn Ertiga, chiều dài cơ sở của hai mẫu xe này đều là 2.740mm, vì vậy Suzuki XL7 chỉ to lớn hơn Ertiga khi đặt ở phần phía bên ngoài, còn không gian sử dụng thực tế cũng không có nhiều sự khác biệt. Suzuki XL7 và Suzuki Ertiga sử dụng chung một khối động cơ xăng KB15 1.5L, công suất 103 mã lực, mô men xoắn đạt 138 Nm, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước.
Năng của động cơ này không chênh lệch quá nhiều so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Rush và đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển ở trong đô thị. Tuy nhiên, nếu chở 7 người chạy cao tốc hoặc đi đường đèo, dốc, xe sẽ có phần bị đuối sức. XL7 tỏ ra khá linh hoạt ở trong một số các điều kiện vận hành nhất định, với khoảng sáng gầm 200mm, tốt hơn 20mm so với người đàn em Etiga. So với Suzuki Etiga, Suzuki XL7 được bổ sung hai hệ thống an toàn đáng chú ý nhất, đó là cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy vậy, những trang bị an toàn còn lại trên hai mẫu xe này đều chỉ dừng lại ở mức cơ bản. Hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc nói trên đều thuộc dạng chủ xe không thể tự nâng cấp, vì vậy người dùng nên cân nhắc nhu cầu sử dụng để có thể có được những sự lựa chọn phù hợp hơn. Kết luận, Suzuki XL7 và Suzuki Etiga GLX đều là những mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ, lấy lợi thế cạnh tranh nhờ giá bán rẻ. Do vậy, người dùng phải chấp nhận những điểm bị cắt giảm trên xe như trang thiết bị tiện nghi, an toàn hay không gian nội thất sơ sài, đơn giản. Có giá bán cao hơn khoảng 40 triệu đồng, Suzuki XL7 trội hơn Etiga về một số các tính năng an toàn và về vóc dáng bên ngoài cao lớn hơn. XL7 phù hợp với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe MPV cỡ nhỏ, có ngoại hình thể thao cứng cáp thiên về phong cách SUV. Trong khi đó, Suzuki Etiga là phương án hợp lý cho những ai có nhu cầu mua xe MPV thuần túy, muốn tối ưu hóa chi phí cũng như là công năng sử dụng mà chiếc xe mang lại. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích, thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.